Người trên thành lầu có phải Phạm Hồng Phạm lão tướng quân không? Đúng là lão phu. Là người nào vậy? Ta là Tiết Đinh Sang, đại nguyên soái chinh Tây Bình Loạn. Danh tiếng của Phạm lão tướng quân ở Trung Nguyên đã có nghe nói, vốn dĩ quê danh giang xa. Nhưng mà hiện giờ tại sao bất chấp danh tiếng giang xa của mình vào trợ phản tặc? Bổn soái thật cảm thấy tiếc cho ông. Hải quân giao chiến, ai theo chủ nấy. Thân là quan nhân, phục tùng chính là thiên chức. Nói gì tới ý trời lòng dân chứ? Không lẽ Phạm tướng quân chỉ biết phục tùng mà không nghĩ tới thì phi phải trái sao? Thế đi sang, ngươi đừng có ở đây nói những lời nhảm nhí nữa. Nếu như ngươi đã tìm tới đây rồi, vậy thì lão phu sẽ cùng những ngươi đấu một trận sống chết vậy. Tuy chúng tôi đã tới rồi, nhưng mà không muốn đấu đao kiếm với ông. Vậy thì ngươi muốn làm cái gì đây? Bổn soái chỉ muốn nhắc nhở Phạm lão tướng quân nhìn rõ thực lực hai bên, dựng ra thời cuộc thôi. Muốn ta đầu hàng sao? Phạm lão tướng quân vốn chỉ là một vị đại tướng của triều đình, không thể nói là đầu hàng được. Ta chỉ muốn Phạm lão tướng quân quay về với đội ngũ của triều đình mà thôi. Tiết Đinh Sang, ngươi đừng có nói nhiều lời với ta như vậy. Muốn ta đầu hàng cũng được thôi, muốn ta quay về thành cũng được. Lão phu ta thà chết cũng không bằng lòng làm ra những chuyện như vậy đâu. Chúng ta xuống dưới. Phạm lão tướng quân, công tử nhà ông làm chuyện bị ổi như vậy, không lẽ là do ông dạy hay sao? Chiến tranh vốn dĩ phải dùng tới quỷ kế, có thể không báo trước gì hết. Trong binh thư viết như vậy, chứ không phải là lão phu dạy. Nhưng mà cũng không được làm càn. Đúng lắm, binh bất yếm trá. Nhưng mà công tử của ông bắn lén ta vào lúc ta và ông nói chuyện, không phải là hành vi của quân tử. Đại quân triều đình ta trước giờ chiến thắng phải thắng thật quang minh lỗi lạc, thua cũng phải thua có khí phách. Xem ra hành vi của tướng quân và thư tặc cũng giống y như nhau. Xem ra người đời đã khen nhầm Phạm lão tướng quân rồi. Tiết Đinh Sang, ngươi đừng tưởng là ngươi tài giỏi lắm nha. Ngươi đợi đó, bây giờ lão phu sẽ quyết một trận sống chết với ngươi. Khoan đã, nguyên soái, để ta. Ngươi lại. E là ông không đánh lại ta đâu, còn muốn giao chiến với nguyên soái ta, đúng là không biết trời cao đất dày. Tới đây. Cha, loại tiểu tướng này để cho con. Hi ơi, giỏi. Mau, đóng cung thành lại đi. Nguyên soái, là chưa lên ngựa, hôm khác chiến đấu tiếp. Dạ. Hoàng Nghi, vết thương của nó sao rồi? Bẩm tướng quân, cũng may không bị trúng vô xương, không sao hết, đắp thuốc rồi, vài ngày sẽ khỏi thôi. Vậy mọi người lui xuống trước đi. Dạ. Bản thân không có bản lĩnh mà đòi xông lên, tụi con chơi trò đánh lấy cái gì hả? Nếu tụi con thật sự một phát bắn chết Tiết Đinh Sang thì còn được, đây gọi là trộm gà không được mất luôn nắm thóc, thấy mất mặt chưa? Không thể trách đệ đệ được, đệ ấy chỉ muốn giúp một tay thôi. Giúp bằng cách này hay sao hả? Con thấy cha và Tiết Đinh Sang lý luận đó là vì gia cần sĩ diện, tàn nói ngang ngược. Thật ra ta cũng phản đối cái loại tiểu nhân làm ra những chuyện như vậy. Xem Tiết Đinh Sang người ta nói hay biết mấy, thắng thì phải thắng quang minh lỗi lạc, bại thì cũng phải bại có khí phách hả? Giống như tụi con vậy, cho dù thắng rồi cũng sẽ bị người ta coi thường cho coi. Con cũng vì không nuốt nổi cơn tức này, ngày mai con ra trận xem họ có bản lĩnh lớn tới cỡ nào. Người ta có bản lĩnh cỡ nào hôm nay con không nhận ra sao?
Tụi con là đối thủ của người ta hả? Hả? Bắt đầu từ ngày mai, không ai được phép ra trận, treo biển ngừng chiến. Vậy phải treo tới khi nào đi cha? Ta thấy chỉ có muội muội của con Lê Quê có thể đối phó với họ. Phần Hổ, ngày mai con lên Lê Sơn một chuyến, kêu muội muội của con xuất núi giúp chúng ta đi. Chỉ có muội muội con ra trận, chúng ta mới tháo biển ngừng chiến xuống. Nếu không, không ai được phép tháo cái biển đó xuống. Cha, cha, muội muội đã về rồi. Con gái đã về rồi, thật là tốt quá. Con gái bái kiến cha. Đại quân triều đình quá lợi hại rồi, con nhìn xem, ca ca của con cũng bị đả thương luôn rồi. Hả? Ca ca, huynh không sao chứ? Hả? Yên tâm, không sao đâu. Bà biết chỗ công của con rất cao cường, không ai sánh bằng. Tới lúc đó, con hãy dạy dỗ cho họ một trận, để cho họ biết là người của phàn phủ này không dễ đối phó như vậy. Cha, cha cho rằng Hàn Giang Quan trấn thủ được bao lâu nữa? Chuyện này thì rất khó nói, bởi vì đại quân triều đình này thật sự quá dũng mãnh rồi. Có điều, có con gái của ta làm trợ thủ thì kết quả sẽ khác đó. Con về đây, chẳng qua có thể kéo dài thời gian thêm vài ngày thôi, nhưng mà không thể cứu vãn được bại cục này. Con nhìn coi, sao con cứ suốt ngày nói ra những lời nhục chí như vậy chứ? Cha, đây là sự thật, chúng ta phải đối diện với sự thật. Nhưng dù gì đi nữa, chúng ta cũng cần phải kiên trì tới cùng. Nếu cha cũng đã nói như vậy rồi, thì con cũng không có gì để nói. Ngày mai con ra trận là được rồi. Được. Vậy con lui xuống trước nha. Được rồi, con lui xuống trước đi. Ca ca, huynh phải nghỉ ngơi dưỡng thương. Được. Nha. Sư muội, muội về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Ừ. Phàn Hổ, ngày mai tháo biển ngừng chỉ xuống, chuẩn bị nghênh chiến. Dạ. Vị cô nương này đoan trang tú lệ, chắc là đại phu nhân của Tiết Đinh Sang rồi. Phàn cô nương thật xinh đẹp, bốn cô nương cũng phải nhường lại ba phần. Hỏi ai tới đây vậy? Ta là nữ tướng triều đình, vợ của Tiết Nguyên Soái, Đậu Tiên Đồng. Thì ra là Đậu tỷ tỷ. Chắc cô chính là Phàn Lễ Quê, Phàn cô nương rồi. Đúng vậy. Cho hỏi Đậu tỷ tỷ, tại sao Tiết Nguyên Soái không tới gặp ta vậy? Triều đình có nhiều tướng tài, cho dù Phàn cô nương võ công đệ nhất cũng không cần để chàng ấy ra trận. Đậu tỷ tỷ nói rất có lý lẽ. Có điều... Không lẽ cô coi thường võ công của ta sao? Ta không có ý đó. Vậy hôm nay ta sẽ cùng Phàn cô nương đánh thử vài chiêu. Chà, chà. Hây, 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 hây. Chà. Chà, chà. Phàn cô nương quả nhiên võ công cao cường, ta tự thấy không bằng. Đậu tỷ tỷ, tỷ quá khen rồi. Tỷ tỷ lùi xuống đi, để ta lên. Cô là ai vậy hả? Sao không thấy Tiết Nguyên Soái tới đây vậy? Muốn tướng công ta ra trận thì đánh thắng đôi búa của ta trước. Vị phu nhân này của Tiết Đinh Sang tướng mạo quá bình thường rồi đó. Nếu tỷ tỷ đã nói như vậy thì muội muội không khách sáo nữa. Cha, cha. Lê Quê, con đã thả một người đi rồi, người này cũng không được thả nữa. Con hãy mau giết chết cô ta đi. Tỷ tỷ đi mau. Thật không ngờ cô nương có võ công cái thế như vậy, thật khiến người ta khâm phục. Lê Quê,
Cô đang làm cái gì vậy? Sao cô không giết cô ta đi? Đi mau. Phan cô nương, ta là muội muội Tiết Nguyên Soái Tiết Kim Liên, ta có lời muốn nói. Tiết cô nương xin cứ nói. Phan cô nương có võ công cái thế như vậy, cho hỏi tại sao không quy thuận triều đình, làm việc cho đất nước. Tiết cô nương, kêu ca ca cô ra đây đi, ta phải gặp cô nấy. Rút lui lập tức. Rút lui lập tức. Gia phụ ra lệnh rút lui rồi, ngày mai mới nói đi.